Ban tổ chức giải chạy VPBank Music Night Run Cần Thơ 2024 cho biết đã hoàn tất các bước chuẩn bị để giải chạy diễn ra đúng kế hoạch. Theo ban tổ chức, đã có hơn 7.000 vận động viên đã tập luyện và sinh hoạt tại các câu lạc bộ chạy bộ thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước đến Cần Thơ để đăng ký lấy bản số trang phục chuẩn bị cho cuộc đua. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại thành phố Cần Thơ với hình thức chạy marathon kết hợp với âm nhạc tạo sinh khí vui tươi trên đường đua. Theo kế hoạch, các vận động viên chinh phục 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Bên cạnh đó còn có cự ly 800 m dành cho lứa tuổi 10 tuổi. Điểm xuất phát tại công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đi qua một số đường chính thuộc nội ô thành phố Cần Thơ. Giải chính thức khởi tranh vào ngày mai 13 tháng 4.